Xin chào các bạn vị, hôm nay là Hà Nội trời rất là mưa. Hôm nay mình sẽ đi quay clip đi chơi ngày gì ở dưới mưa cùng với lại chiếc Samsung Galaxy S7s của mình. Mình sẽ dùng cái chiếc máy này để đi chơi trời mưa cho các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài chụp mưa từ cái chiếc Galaxy S7s này. Thì quan trọng chiếc S7s này là mình hàng line new tại Di Động Hàn, bán với mức giá tập trung, nhưng quan trọng là con này cho các bạn có thể test nước được. Vì thế là mình rất mạnh dạn cầm con này ra ngoài trời để chụp ảnh dưới mưa cho anh em xem chất lượng nó như thế nào. Thằng quay phim nó không dám theo. Chúng ta đang những tấm hình selfie trời mưa rất là chất, rất là xì tin, không ai đụng hình, không ai đụng hàng. Các bạn xem dưới kia người ta kìa. Đấy. Đó, các bạn thấy là mặc dù ngoài trời mưa nhưng không hề ảnh hưởng gì đối với lại cái trải nghiệm của chúng ta chụp ảnh trên màn điện thoại, cảm ứng các thứ vẫn là rất ngon lành. Ngon lành cành đào luôn. Và đây là ekip của chúng ta ngay lúc này. Và bây giờ thì mình sẽ trèo lên cầu thang ở Cone Cafe. Một việc hết sức nguy hiểm, các bạn đừng có làm theo ở nhà nhá. Ta sẽ lên Cone Cafe ở tầng cao nhất để chụp hình. Ở Cone Cafe thì có view đẹp nhất ở cái ngã 6 Chợ Dừa này. Anh em có thể thoải mái ngắm đường phố qua lại các biển quảng cáo như là Kingsman, Daikin, Tự Tin Sống Chất, E3 Sport hay là Luôn Luôn Sẵn Sàng Sống Tràn Năng Lượng. Và với một chiếc máy kháng nước như thế này, trời mưa anh em sẽ không cần phải lo ngại là điện thoại bị hỏng các thứ, mà các bạn có thể thoải mái ra ngoài quay clip chúng ta rất là chất. Chụp quay đến đâu, chụp đến đấy rất là đã đời. Một trong những cái điều chúng ta rất lo lắng mỗi khi trời mưa đó là không biết làm gì với chiếc điện thoại di động của mình. Vậy thì tại sao chúng ta không lôi ra ngoài và vừa hạ nhiệt độ vừa chơi các chiếc điện thoại smartphone? Và đây chính là cái điều chúng ta có thể làm với chiếc Galaxy S7s. Với chiếc Galaxy S7s này, anh em có thể thoải mái ra ngoài đấy, chúng ta chơi game. Và với việc trời mưa thì nhiệt độ sẽ không sợ bị tăng lên quá cao. Còn nếu các bạn thích, chúng ta có thể nghỉ ngơi như thế này. Đấy, các bạn có thể chơi dưới mưa như thế này. Chết rồi. Đấy, các bạn có thể như thế này chơi game dưới mưa. Rất là tuyệt vời. Những pha điểm cao và nước mưa rơi vào mặt khi chúng ta chơi game. Các bạn thấy là những lấm tấm giọt mưa rơi trên gương mặt của mình đã đầy thể hiện sự gai góc cũng như là sự đau thương của một chàng trai hy sinh vì công nghệ, vì đam mê để chia sẻ mọi người. Thế là anh em hãy like và subscribe để mình kiếm được 1 triệu sub nào. Nhanh chóng kiếm được nút vàng. Bạn thấy trời mưa như này tôi vẫn quay clip cho anh em, cảm giác thật là hạnh phúc. Như vậy là với việc này các bạn có thể chơi game dưới mưa và giúp cho máy chúng ta sẽ không bị quá nóng. Và đương nhiên chúng ta sẽ có những shot hình selfie khi mà nằm ở dưới mưa thì không thể đỡ đi đâu được. Background phía sau trông quá đẹp. Và nói đến đâu thì nước mưa rơi đấy. Hy vọng đây là nước mưa chứ không phải là có một con chim nào đấy vừa bay qua đây và bỗng nhiên nó buồn tẻ. Và như vậy trong video này mình đã chia các bạn trời mưa thì làm cái gì, trời mưa đến Cone Cafe và sử dụng những chiếc điện thoại kháng nước để ra ngoài đường, có những shot ảnh chụp thật là độc đáo. Anh em đừng quên tham khảo giá bán của chiếc S7s line new tại link bên dưới của Diệu Hoàn. Hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Đấy là máy sẽ cho các bạn test nước thoải mái luôn.